Chào mọi người, sự là bây giờ mình đang cảm thấy hơi mệt. Tụi mình mới vừa đi học về và kiểu vừa mệt rồi xong bụng thì cũng hơi đói rồi xong đang giờ tan tầm kẹt xe mọi người. Xe nó cứ nhích 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 cho nên là kiểu cảm thấy hơi khó chịu, đang muốn kiểu trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Cái clip này sẽ là lần cuối mà các bạn nhìn thấy quang cảnh căn phòng khách sạn này. Tại vì sao? Tại vì qua hôm nay mình đã kết thúc được cái quá trình quarantine cách ly. Mình có đồ ăn, mọi người đợi xíu. Đây là đồ ăn của mình. Trời, nên mình chỉ đợi như ra hết mọi người. Kiểu đang rất là đói, rất là mệt, đó là bây giờ mình mở lên mình quay để mình nói nốt cái gọi là intro cho cái clip này thôi, rồi sau đó mình sẽ ăn rồi mới bắt đầu mình làm những công việc sau đây. Là tại vì như mới nãy mình nói, mình đã kết thúc được cái quá trình cách ly khách sạn rồi, ngày mai mình sẽ được trở về công ty ở. Nếu mà bạn nào mà đã xem cái kênh của mình từ những cái clip đầu tiên á, các bạn sẽ thấy là background của những cái clip đầu tiên đó hầu như là mình đều quay trong những cái phòng khách sạn của công ty, cho nên là ngày mai chúng ta sẽ được về trở về cái background của những cái clip hơn 2 năm trước của mình. Yeah! Công việc cho tối nay đó là mình sẽ pack đồ, có nghĩa là gom hết tất cả mọi thứ lại để trong vali để mà sáng mai mình check out ra khỏi khách sạn. Còn bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng cái video ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi mình ăn tối xong nha, mình đói lắm rồi. Moments later. Ok, mình đã ăn tối xong rồi và bây giờ mình đang sẵn sàng để mà bắt tay vào dọn dẹp những cái đồ cá nhân của mình đã bài trong một khách sạn này vào hai cái vali cho nó gọn gàng. Và bây giờ là gần 7 giờ rồi mọi người, mình sẽ cố gắng dọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ và sau đó mình sẽ tắm rửa, nghỉ ngơi, lên giường ngủ sớm để sáng mai mình phải thức sớm để mình check out khỏi khách sạn. Ok, bắt đầu thôi. Mình sẽ cho mọi người xem hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ. Yay! Hôm nay hoàng hôn rất là đẹp, mọi người thấy không? Đêm xuống rồi, bắt đầu những cái tòa nhà nó đã lên đèn hết rồi, nhìn ok, phố lên đèn. Và mình bắt đầu dọn phòng. Ok, mình đã vừa dọn xong cái vali lớn rồi, mình sẽ có cái vali nhỏ. Vali nhỏ này thì đa số sẽ chỉ toàn là những cái đồ đồng phục của mình thôi. Ngày mai mình cũng sẽ được công ty cho phép đổi những cái đồng phục mới, cho nên là bây giờ mình sẽ ngồi mình check lại xem là có những cái món đồ nào của mình cần phải đổi mới hay không. Mình sẽ ghi lại là sáng mai mình sẽ cần đổi những cái gì để mình đừng có bị quên. Mình đang khá là phân vân với cái shoulder bag này của mình, tại vì nó nhìn khá là cũ ấy mọi người, cho nên là mình đang suy nghĩ là mình muốn đổi cái mới, hoặc là nó cũng đã theo mình suốt kiểu hồi đó những năm đầu tiên đi bay ấy, nhưng bây giờ nhìn nó đã khá là cũ rồi, có nghĩa là nó chỉ còn cái giá trị kỷ niệm với mình thôi. Mình muốn khi mình đi bay lại thì tất cả những cái đồ đồng phục của mình nó đều sẽ đẹp nhất, mới nhất, sẽ nhất có thể. Thôi mình nghĩ là cũng đến lúc mình nên thay một cái mới mà kiểu có một cái sự khởi đầu mới. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đổi luôn cái túi này, sẽ pack mọi thứ vào trong cái vali này, nữa là hầu như là đã gần xong hết rồi. Chuck it to the other side. It's all I just know it down a ride. No new faces, no strangers vanish. I remember we were down, we never planned. Now we got it, we super rocking. Make your look girl wanna dance, see her booty popping. Heard you talking all about it, I really got it. Okay, hiện tại thì mình nghĩ là mình đã soạn đầy đủ những cái đồ mà mình cần thiết rồi, còn lại thì những cái đồ cá nhân của mình á, thì mình nghĩ là xong sáng mai trước khi dọn đi thì mình sẽ gom hết những cái đó vào trong những cái ba lô và những cái túi nhỏ của mình đem theo sau. Còn lại thì đây là những cái đồ mà mình nghĩ là ok, hết 90% cần thiết ở trong này rồi. Bây giờ mình đã có thể đi trang, tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm.
và hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai nha. Ok, bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. The next morning. Ok, như mọi người thấy thì mình đã về được cái phòng khách sạn rồi. À không, mình đã về được cái công ty rồi. Và cái việc đầu tiên mà mình phải làm đó là mình phải nhanh nhanh đi lấy cái đồ dơ của mình đi giặt, mới giặt. Tại vì sáng nay bảo đảm là mọi người sẽ giặt đồ rất là nhiều. Tại vì một tuần ở trong khách sạn không có giặt đồ được với mọi người. Cho nên có thể nói hôm nay sẽ là một cái ngày gọi là đại hội giặt đồ. Mình phải nhanh nhanh mình dắt được một slot giặt đồ trong sáng nay. Ok, đây là cái đống đồ dơ của mình, bây giờ mình sẽ đi giặt đồ nha. Đây, trong này sẽ là cái phòng giặt đồ. Phòng giặt ở bên này nữa. Yeah. Đấy. Trời. Phòng. Giờ mà phải đi xuống dưới thử. Ủa, em đi lên. Thôi chị. Thì ai cũng nghĩ cho mình. Ừ đúng rồi. Bên này sẽ nhanh được người mình không nhanh bằng người ta. Giờ kia ra nghe chị. Ở bên này. Chế độ mà mình đấy như vậy. Dạ. Và tiếp sau mình sẽ quay lại. Ta-da! Mọi người có thấy khung cảnh này rất là quen thuộc không mọi người? Cuối cùng thì mình cũng đã được về công ty và đây sẽ là cái căn phòng mà mình sẽ ở cho đến khi mình trở về Việt Nam luôn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng room tour ở trong phòng này. Và tại vì khoảng tầm nửa tiếng nữa mình sẽ phải đi tập trung ở bên dưới để mà hoàn thành nốt những cái giấy tờ cần thiết, cho nên là bây giờ mình sẽ quay room tour lại để cho mọi người xem nha. Ok, đây sẽ là cửa ra vào. Còn ở đây sẽ là cái bản đồ thoát hiểm của cái tòa nhà này.
Bên đây sẽ là bảng điều khiển. Cái nút này thì khi mà các bạn nhấn thì ở bên ngoài người ta bấm chuông này kia đều sẽ không lên tiếng, có nghĩa là không có làm phiền. Còn đây, trời ơi, máy lạnh ngày hôm nay thật sự rất là nóng luôn ấy mọi người, cho nên là mình nghĩ là mình phải bật. Ok. Rồi còn đây là công tắc điện. Đây. Đây là công tắc điện ở ngay chỗ lối ra vào. Còn đây sẽ là công tắc điện ở trong phòng. Và bên đây sẽ là toilet. Đây là cái mở toilet. Hello. Đây, toilet của mình thì sẽ có vòi sen để tắm ở bên này. Rồi bên này, đây là cái mình giới thiệu với mọi người. Có thể chỉnh được nhiệt độ mọi người. Và kiểu những cái ngày mùa đông trời lạnh lẽo á, thì khi mình ngồi xuống mình vẫn cảm thấy rất là ấm áp. Còn bên này sẽ là cái gương này, ở đây có máy sấy và những cái đồ cần thiết, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, rồi cái này là để bao tóc mình lại á. Đấy, bên này sẽ là khăn, nhưng mà thường là mình sẽ sử dụng khăn của mình. Đây, đây là cái toilet, mình thấy nó nhỏ nhưng mà nó đầy đủ hết những gì mà mình cần. Rồi, ra đây sẽ là căn phòng của mình, đây là đồ đạc của mình. Ở bên này sẽ là cái điện thoại. Cái điện thoại này mình có thể gọi tất cả các phòng ở trong tòa nhà này, gọi qua luôn những cái văn phòng làm việc ở những cái tòa nhà gần đây. Có nghĩa là nguyên một cái khu này sẽ là của công ty của mình, cho nên là từ cái điện thoại này mình sẽ gọi được tất cả mọi nơi, rất là tiện. Đây, ở đây sẽ là cái tủ nhỏ kế bên giường. Ở đây là cái giường. Đây, tuy là cái giường không có rộng bằng trong khách sạn, nhưng mình cảm thấy là nó cũng ok, mình rất là nhớ cái giường này. Còn bên đây là cái khu vực bàn. Ở trên bàn này thì sẽ có ấm nước nè, sẽ có ly. Đây, mình được cho hai cái chai nước rất là to. Và đây là những cái bộ sản phẩm dùng ở trong toilet giống như trên máy bay vậy mọi người. Thì nó sẽ có là nước rửa tay nè, rồi xịt khoáng nè, rồi xịt thơm nè, bla 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 bla, rất là nhiều thứ trong này. Ở đây sẽ là cái hộp khăn giấy. Ở đây sẽ là cái đèn. Đây. Cái đèn bàn. Còn đây là con gấu của mình mới để đây. Còn ở ngoài đây sẽ là một cái cửa sổ để có thể, wow, mình cảm thấy rất là may mắn khi mà ở được cái phòng bên này, có thể là nhìn được tất cả bên ngoài. Nên mọi người có thể thấy hôm nay trời rất là nóng luôn á mọi người. Đó lý do tại sao mà tóc của mình nó cứ bết hết vào nhau, nhưng mà hôm nay trời nắng rất là đẹp. Mình có thể nhìn thấy được cái đường cao tốc ở bên này và những cái nhà và xa là núi và trời mây, wow. Ok. Còn ở bên này sẽ là tủ quần áo và tủ lạnh, tivi nữa. Đây là cái tủ quần áo để mình treo đồng phục, treo những cái đồ của mình lên. Dây, còn đây là một cái gương. Một cái gương rất là dài để mình có thể vừa thấy đủ được cả người luôn. Ok, đây là cái tivi. Tivi này mình không chắc là cái TV này nó có thể connect với lại YouTube hay không, nhưng mình nhớ hồi đó là có. Nhưng mà nó cũng random á mọi người, nó cũng hên xui, cho nên là mình nghĩ là một lát nữa mình sẽ test nó sao. Đây là đồ của mình. Còn đây sẽ là cái tủ lạnh. Yay, có một cái tủ lạnh nhỏ để mình có thể đựng nước uống, đựng nước đá này kia, hoặc là những cái đồ ăn này kia của mình, mình đựng ở trong này. Ok, và đó là cái room tour căn phòng nho nhỏ mà mình sẽ ở trong vòng mười mấy ngày tới. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ chuẩn bị ăn uống một chút xíu để mà mình xuống dưới để mình làm hoàn thành tốt những cái thủ tục giấy tờ, để xem là mình có thể quay cho mọi người xem thêm cái gì nữa không. Mọi người chờ mình nha. Bye bye. Hiện tại là mình đang kéo vali đi đổi đồng phục mới nè mọi người. Mới nãy là mình được báo rất là trễ luôn á, cho nên là mình rất là gấp rút để mà gom hết tất cả những cái đồ mình muốn đổi vào trong cái vali này. Hơn là hồi tối hôm qua mình đã ghi sẵn hết tất cả các món rồi, cho nên là mới nãy mình gom cũng khá là nhanh. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu vực đổi đồ. Thì khi qua đó sẽ có nhân viên người ta xem xét những cái món đồ này của mình có thật sự hư hại, có thật sự cũ chưa. Thì sau đó người ta mới chấp nhận đổi cho mình đồ mới. Ok, hẹn gặp lại mọi người sau khi mình đổi đồ xong nha. Ta-da, mọi người thấy sự khác biệt không mọi người? Trời ơi, kéo cái vali mới thật là êm và nhẹ làm sao ấy. Mình sẽ khoe với mọi người những cái món đồ mới của mình, có thể là trong cái clip sau, cái clip chuẩn bị cho cái chuyến bay đầu tiên quay trở lại đi bay của mình. Còn hiện tại thì mình sẽ về phòng và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mình chuẩn bị đi ăn chiều nha. Ok, bye bye.
A few hours later. I was lost, didn't know me. Introduced myself to codeine. 6 months was a dope fiend. Philly didn't even know things. There was a low me. Swear to God, there was a old me. Anything you ever told me. Anything you ever showed me. I forgot it. Caused me drama. I used to stay on one. Now I changed on them. The highest highs with the lowest lows. That's life these days. Bro chained up, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. Hit the highs, highs with the lowest lows. That's life these days. Bro chained up, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. That's on me, ayy. Hit the pedal, hit the engine roar. No fear like a matador. Breaking trends and I'm making more. Up, climbing ladders more. I can't be stopped. Now I do what I want. Real, real, no front. All the way to the top. Highs, highs with the lowest lows. That's life these days. World chained up, he on lockdown. Phone call three ways. I just pray that he find God now. It's no replay. On my way up to the top now. Ok, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi mọi người. À, sau khi mình ăn chiều ở công ty về thì mình dọn dẹp phòng một chút. Tại vì lúc hồi sáng luôn mình room tour cho mọi người xong á, thì mình phải lôi cái đồ đạc ra để mà mình đi đổi vali, đổi đồng phục này kia khá là nhiều. Những cái đồ mà công ty phát cho mình á, từ lúc mà mình bắt đầu đi làm cho tới bây giờ luôn ấy, là mình chưa đổi bất kỳ một lần nào, mọi người biết không? Có rất là nhiều đồ, ví dụ như là váy, rồi áo khoác, rồi tập dề, rồi găng tay, vali, rồi túi xách, rồi giày cao gót, giày bệt này kia đấy, có rất là nhiều. Mình chưa bao giờ đổi bất kỳ một cái món gì hết. Cho nên là lần này là lần đầu tiên mình đi đổi, cho nên mình có rất là nhiều thứ để đổi á. Cảm thấy rất là vui khi mình được đổi đồ mới, rồi mình sắp tới mình sẽ được xài toàn là đồ mới thôi. Giống như là mình sẽ có được một cái khởi đầu mới trở lại sau 2 năm. Cái thời điểm mà mình quay cái clip này là mình cũng không thể nào biết được là ngay sau thời điểm đó mình sẽ phải đối mặt với 2 năm dịch rất là dài như vậy. Mình cũng không biết là mình đã sống sót 2 năm vừa qua như thế nào nữa. Cũng có những lúc mình cảm thấy rất là thất vọng về bản thân, mình cũng cảm thấy rất là tiêu cực. Mình cảm thấy rất là mất phương hướng, mình cảm thấy rất là bế tắc. Nhưng mà tất cả những khó khăn đó rồi cũng qua mọi người ạ. Tất cả mọi khó khăn đó rồi cũng qua. Cuối cùng như các bạn thấy, mình vẫn có thể ngày hôm nay ngồi đây dần dần đang lấy lại những gì mà mình đã có 2 năm trước. Và mình cũng kiểu rất là cảm ơn bản thân của mình trong suốt những năm đi bay, đã bay rất là chăm chỉ, cho nên mình mới có thể hiện diện ngày hôm nay ở đây. Vào cái thời điểm này mình cũng có một cái lời gọi là khuyên thì cũng không hẳn là lời khuyên, mà đây sẽ là cái bài học mà mình rút ra được, đó là mình nên cố gắng làm tốt cái công việc của mình. Lúc nào cũng sẽ cố gắng làm tốt nó nhất có thể, tại vì những cái điều mà nó có thể mang lại cho các bạn, nhiều khi các bạn không thấy được, nhiều khi nó đến vào những cái giây phút mà các bạn không biết được, không mong đợi tới này kia, nhưng mà đó sẽ là những cái thành quả rất là xứng đáng cho cái việc mà làm việc chăm chỉ của các bạn. Ok, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Ngày đầu tiên quay trở lại thì mình muốn là mình sẽ đi ngủ sớm một chút xíu. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái clip sau nha. Và cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Nếu mà các bạn cảm thấy thích cái video clip này thì đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình, vì mình sẽ còn trở lại với những clip khác nữa. Ok, bye. Ngủ ngon, bye bye.